Phạm Băng Băng gây ngỡ ngàng khi khoe mặt mộc. Phạm Băng Băng gây bất ngờ khi khoe ảnh mặt mộc ở tuổi 42, vẻ đẹp tự nhiên của nàng kim tỏa luôn thu hút nhiều sự chú ý. Vừa qua, Phạm Băng Băng lại trở thành chủ đề được quan tâm khi khoe ảnh cận mặt mộc ở tuổi 42, nữ diễn viên gây ngỡ ngàng vì làn da trắng mịn không tì vết, lại còn căng bóng đến khó tin. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi ngẩn ngơ trước nhan sắc của minh tinh Trung Quốc. Ai nấy đều dành lời khen cho vẻ đẹp tự nhiên của Phạm Băng Băng, cho rằng cô còn xinh đẹp hơn khi trang điểm kỹ lưỡng. Đây không phải là lần đầu tiên Phạm Băng Băng tự tin khoe nhan sắc mộc 100%. Trước đây, diễn viên Hoàn Châu Cách Cách đã nhiều lần gây bão với chùm ảnh gương mặt không son phấn, khiến dân tình chỉ có thể suýt xoa. Để duy trì nhan sắc, Phạm Băng Băng luôn có chế độ chăm sóc da kỹ càng. Theo lời nữ diễn viên Võ Mị Nương truyền kỳ, chu trình dưỡng da của cô vô cùng cầu kỳ, lên đến 28 bước mỗi ngày, buổi sáng. Nữ diễn viên thực hiện 13 bước, buổi tối 15 bước và ưu tiên sử dụng các tinh chất chuyên sâu để cải thiện các vấn đề trên da. Qua những bức ảnh mới nhất của nàng kim tỏa, có thể thấy nữ diễn viên đã chăm chút bản thân cực cẩn thận. Từng có thông tin cho biết Phạm Băng Băng sử dụng hơn 600 chiếc mặt nạ trên năm để dưỡng da. Tuy nhiên, sau đó, cô đã đính chính tin đồn này không chính xác. Theo iFan, ngôi sao 42 tuổi thường đắp mặt nạ 2 đến 3 ngày trên lần, nhưng cũng có lúc 1 ngày trên lần. Ngoài ra, cô cũng tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, rèn luyện thể thao để nâng cao thể lực. Nguồn: HK01.